Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Biệt đội Bawi Mobile của nhà phát hành Gusu. Thì tựa game này sở hữu lối chơi chiến thuật hệ tướng vô cùng quen thuộc, nhưng mà bổ sung thêm nhiều cơ chế mới khiến cho cuộc chơi trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn bao giờ hết. Thì Biệt đội Bawi sẽ tiếp cận và gây ấn tượng với người chơi bằng một cốt truyện dí dỏm pha một tí màu sắc lịch sử. Thì ở đây bạn sẽ là người đứng giữa cuộc chiến giữa Mỹ Quốc, Hục Quốc, Ngô Quốc và Vương Quốc, và bạn buộc phải chọn phe trung thành để theo đuổi để theo hầu và chinh chiến và chiêu mộ anh hùng Tam Quốc về phe để sớm thống nhất nhà Hán, mang lại ấm no cho thiên hạ dân sơn. Thì game sở hữu đồ họa 2D chibi trẻ trung với giao diện màn hình ngang vô cùng thân thiện và dễ làm quen với những hiệu ứng kỹ năng vô cùng bắt mắt. Thì có thể nói thì trò chơi đã rất thành công với phần nhìn được đầu tư chỉnh chu, tỉ mỉ, mở ra thế giới Tam Quốc thật khác lạ và vô cùng đổi mới. Thì không chỉ sở hữu hình tướng thực khủng với tạo hình và phá cách, mà sản phẩm còn sở hữu cơ chế biến hình cho mọi tướng. Thì từng vị tướng ở trong game sẽ có tới hai phong cách tạo hình khác nhau, sẽ kích thích cho các bạn chiêu mộ và nâng cấp, sưu tầm để khai khóa những diện mạo mới. Thì về lối chơi, thì biệt đội Bawi Ghost Mobile của nhà phát hành Gusu thì vẫn trung thành với lối chơi chiến đấu theo luật vô cùng truyền thống và khá là quen thuộc với các bạn yêu thích dòng game chiến thuật hệ tướng, đặc biệt là các bạn yêu thích các dòng game có đề tài về Tam Quốc. Thì dù vậy, giờ trò chơi vẫn cố đổi mới bản thân bằng cách các bạn sẽ được tiếp cận với hệ thống kỹ năng quân sự đặc biệt. Như các bạn có thể thấy thì ở đây là chuỗi 4 kỹ năng, và ở đây là cái lượng năng lượng, chỉ đủ năng lượng thì mới có thể sử dụng được kỹ năng. Như bạn thấy thì đây là sử dụng kỹ năng, thì mỗi kỹ năng khi đạt đến một số điều kiện nhất định thì mới có thể mở tiếp. Ví dụ như kỹ năng thứ hai thì phải vượt ải sức chinh 34 mới mở, hay là ải thứ ba sẽ phải đạt cấp 30, vân vân. Thì các bạn không chỉ được chọn những loại kỹ năng thích hợp để ra trận, mà còn được sử dụng tài nguyên hay là nguyên liệu quý giá thu thập được để nâng cấp và bổ sung hiệu ứng và tăng mạnh lượng sát thương. Thì yếu tố này sẽ giúp cho lối chơi của game có thêm nhiều chiều sâu. Vì giờ đây, ngoài việc xây dựng đội hình với 6 tướng thì bạn còn cần phải nghiên cứu và nâng cấp cho hệ thống kỹ năng quân sự để trực tiếp kích hoạt giờ đang chiến đấu. Thì với lượng tướng vô cùng phong phú thì chắc chắn việc sáng tạo nên một đội hình ăn ý sẽ là nỗi đau đầu của không ít các bạn. Thì các bạn cần phải nắm rõ những ưu nhược điểm của từng tướng, từng phe mới có thể phối hợp chúng với nhau sao cho thật khớp và tạo nên đội hình mạnh nhất. Thì quê nhau hoặc ngụy thì hùng mạnh về sức mạnh, tạo ra những đòn sát thương AOE để khống chế y lực đi với sát thương khống chế điển hình như là Tào Nhân hay là Hạo Đôn, Quách Gia, Nhạc Tý, Thiên Dân. Thì trong khi ở nhà Hục lại sở hữu những vị tướng tạo ra những sát thương vật lý như là Triệu Tử Long hay là Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, vân vân. Thì còn với nhà Ngô thì lại sở hữu những vị tướng có sức mạnh sinh tồn cực cao, tạo ra những đòn đánh với nhiều hiệu ứng chớp nhoáng mạnh mẽ như là Chu Du, Lữ Mông hay là Lục Tốn, vân vân. Thì game bắt các bạn phải tùy biến và vận dụng nhiều chiến thuật khác nhau để tạo ra lối chơi hiệu quả và xây chuyển cục diện trận đấu theo ý bạn. Thì bên cạnh đó thì việc nâng cấp kỹ năng cho các vị tướng sẽ giúp cho các bạn có thể kích hoạt những kỹ năng tiềm ẩn đủ để hạ gục kẻ hù trong một hay hai lượt đi. Vậy nên là các bạn đừng bỏ qua yếu tố này để giúp nếu các bạn muốn chiến thắng nhiều ải khó hơn ở trong game. Thì bên cạnh đó thì các chế độ PvE cho các bạn khỏi sức đào tài nguyên và trang bị thì biệt đội Bawi Mobile còn tràn ngập những hoạt động chiến đấu PvP đầy khốc liệt và đủ để chiều lòng các bạn hâm mộ game chiến thuật có cơ hội để thể hiện tài cầm quân của mình. Thì việc so trình chiến thuật thì lại càng thêm hấp dẫn và khó đoán vì với lượng tướng vô cùng nhiều thì các bạn có thể hướng chiến thuật riêng biệt để phát huy khả năng sáng tạo và phá vỡ mọi lối mòn mà meta cũ đã đặt ra. Thì nhìn chung thì tuy có đề tài là không quá mới lạ,
Cùng cách chơi không quá nổi bật nhưng mà game biệt đội Bawi bằng sự dí dỏm và hài hước của mình vẫn đủ Ta thà sức chết các bạn chứ không mê chịu mẩn, bị xử dây dòm. và đặc biệt là các bạn yêu thích tựa game chiến thuật. Về ưu điểm thì tựa game này có lối chơi chiến thuật vô cùng đậm nét và dạng tướng cực khủng với hai hình thái khác nhau và đa dạng chế độ PvE cho các bạn cày cuốc với đấu trường PvP cực kỳ kịch tính. Nhưng mà tựa game này cũng có một số khuyết điểm như là chưa có nhiều điểm nổi bật so với các tựa game cùng loại, thì phần âm nhạc và hiệu ứng âm thanh chưa có ấn tượng. Ok, thì giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ và hướng dẫn các bạn nhập gift code. Thì đầu tiên để nhập gift code, các bạn nhấn vào avatar của mình, sau đó nhấn vào đổi gói quà và tiến hành nhập gift code. Thì gift code thứ nhất như sau: biệt đội ba quy 2021. Sau đó các bạn nhấn vào nhận. Thì gift code này sẽ nhận được là một gương đá đột phá, hai trà diệp đảng, một gương tướng ớt gà ngẫu nhiên và hai bánh bao và một quà vip vàng vip 2. Thì quà vip vàng này sẽ nhận ngẫu nhiên 5 tới 25 vàng, có thể nhận được 300 vàng nếu các bạn đạt vip 2 trở lên. Thì bánh bao này để dùng hồi 25 thể lực, và gương tướng ngẫu nhiên sẽ nhận được tướng ớt gà ngẫu nhiên. Thì trà diệp đàn này dùng để nhận 1.000 FP tướng, và một gương đá đột phá này để nhận ra mở ra đá đột phá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ hai. Gift code thứ hai như sau: Việt Nam. Gift code thứ hai là Việt Nam. Thì gift code này sẽ nhận được là một quà vàng. Thì quà vàng này dùng ngẫu nhiên nhận được 2 tới 100 vàng, có thể nhận tối đa là 200 vàng. Bánh bao này, số lượng một bánh bao dùng nhận 25 thể lực, 5 vạn xu dùng để mở ra 5 vạn xu số lượng 1, và trà diệp đàn nhận được 1.000 FP tướng. Gift code thứ ba như sau: cùng nhau. Gift code thứ ba là cùng nhau. Thì gift code này sẽ nhận được là một quà vàng, 5 vạn xu, một bánh bao và một mảnh hàng tướng. Đây là mảnh hàng tướng đổi hồng tướng. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ ba, chung tay thứ tư. Gift code thứ tư là gift code chung tay. Thì gift code thứ tư này sẽ nhận được là một quà vàng, một bản vẽ trang bị sơ. Thì bản vẽ trang bị sơ này dùng để trang bị chưa cường hóa. Một bò hút, thì bò hút này dùng nhận 25.000 FP tướng, và một bánh bao dùng nhận 25 hay lực. Gift code thứ năm, đánh bài. Gift code thứ năm là đánh bài. Thì gift code này sẽ nhận được là hai quà vàng và một la bàn. Thì la bàn này dùng để đảm bảo việc nhận đồ được miễn phí tìm bảo vật một lần số lượng 1, hai lệnh khiêu chiến dùng để miễn phí chuyển võ một lần và hai bánh bao. Gift code cuối cùng như sau: COVID 19. Gift code cuối cùng là COVID 19. Sau đó các bạn nhấn nhận. Thì gift code này sẽ nhận được là một gương trang bị chung. Thì khi mở gương trang bị này sẽ nhận được mảnh tím hoặc cam, và có xác suất mở ra cả trang bị cam và trang bị tím. Và một chiêu tướng phù. Thì chiêu tướng phù này dùng để chiêu tướng. Một năm gương đá đột phá và năm bánh bao. Ok, giờ mình sẽ cùng khám phá một số tính năng. Thì tựa game này có khá là nhiều tính năng, thì các bạn có thể vào cài đặt để mở âm thanh hoặc là mở tiếng, tắt tiếng. Mình đã tắt nhạc. Giờ như các bạn thấy thì quà nạp đầu thì thấy game nào cũng có hết. Hay là tính năng lễ hội thì các bạn có thể vào đây để nhận một số phần quà đăng nhập. Đây là phần quà đăng nhập mà 7 ngày. Quà 7 ngày, thì đây là quà 7 ngày. Các bạn sẽ nhận được là mảnh hàng tướng. Đây là ngày mai sẽ nhận được là nguyên thiệu, tới ngày 7 sẽ nhận được mã siêu. Tính năng sự kiện thì có tăng cấp nhận quà hay là thể lực cho vàng, phúc lợi thể tháng và online nhận quà nhân dân. Thì mình sẽ nhận quà online nhận quà. Thì khi các bạn online tới 90 phút thì sẽ nhận được các phần quà vô cùng có giá trị, và một chiêu tướng phù hay là có tích lũy nạp vàng hay là thể lực giàu vàng nhân dân. Thì tính năng ký danh thì các bạn có thể ký danh 30 ngày.
Đây là tính năng sự kiện. Đây là tính năng tăng cấp nhận quà, nãy anh nhận hiếu. Hay là có quà nạp ngày, hay là trưởng thành, đầu tư, hệ tháng, nhân dân. Và có vô số tính năng khác. Ok, mình sẽ vào chiêu hiền quán. Mình sẽ chiêu mộ miễn phí. Mình sẽ chiêu mộ một số tướng. Bây giờ mình sẽ mở code lên màn hình. Mình sẽ quay tướng thêm một lần nữa. Nhận được là một tướng. Bây giờ mình sẽ đi Quyển Trinh. Giờ như vậy là đã xong. Giờ chúc các bạn chơi game vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.